Các bạn ơi, hổng nghe mình thèm cá bống quá, mà từ hôm mình phẫu thuật cột sống tới nay mình đâu có đi chợ được đâu các bạn. Cái con mình mới đi siêu thị mua cho mình nè. Để coi cái hộp này bao nhiêu, 26 ngàn mấy trăm đồng đó các bạn. Cái hộp cá bống này bây giờ mình để mình đi rửa sạch với rửa bằng nước muối đâu này kia, rồi mình chuẩn bị mình ướp cá này để kho nha các bạn ha. Chào cả nhà. Sau khi cái cá bống mình làm sạch rồi đó thì mình cho vào cái chảo này mình thắng nước màu các bạn ơi. Sau khi nước màu nguội mình cho vào keo, còn dư miếng nước màu ở đây, thành ra mình cho cá vào để mà kho luôn cho tiện đó ha. Cái nước màu thắng nước màu đường ở nhà xài đó. Đang đây mình có cho ít đầu hành với mấy trái ớt cho nó thơm cả nhà ơi, kho tiêu nhưng mà cũng phải có đầu hành được vô. Cái cá này là cá bống nha các bạn. Rồi thì ở đây mình cho một ít tiêu vào cả nhà ơi. Đây. Tiêu này tiêu vườn thơm lắm, hôm qua mình mới vừa xay đó. Mình lấy cái cối xay của nhà mình để mình xay ha. Rồi mình ướp vô đây một muỗng cà phê đường đi ha. Cái này mình khỏi cần cho bột ngọt, tại vì mình kho cá với nước mắm thì mình dặn chút đường cho nó dịu thôi ha. Mình có muỗng cà phê đường. Rồi ở đây mình có khoảng 3 muỗng canh nước mắm, biết ba hai gì là không biết, còn mình lượng cho mình nè. Rồi tùy theo khẩu vị gia đình các bạn thôi ha, còn nhà mình thì con mình lượng nhiêu đó, nãy chắc 3 muỗng quá. Rồi giờ mình trộn liều lên. Đây mình có cho đầu hành vô kho ăn hơi nó thơm lắm cả nhà. Để thêm miếng tiêu nữa đi, kho cá cho tiêu nhiều chút cho nó ngon. Rồi mình ướp khoảng 20 phút hay là nửa giờ vậy đó cũng được ha cả nhà ha. Mà trước khi mình ướp mình ấy thì mình kho cá thì mình cho vào một chút tóp mỡ với lại mỡ nước mỡ heo đó cả nhà. Tại vì kho cá lóc hay cá trê hay bất cứ cái gì đó mình cho vài hạt tóp mỡ vô vậy nè, mình kho cái bóng con cá mà nó ngon lắm ha. Thì các bạn không có ăn mỡ thì các bạn cho dầu gì đó thì tùy ý ha. Rồi giờ để mình để đây ướp ha. Để mình kiếm cái gì mình đậy lại, mình để đây mình ướp. Mình kiếm cái nắp đậy lại. Để sợ con gì nó rớt vô vậy đó. Rồi. Các bạn ơi, ngoài cái cá bống mình ướp ở đây rồi đó. Nãy giờ mình ướp cũng 20 phút hơn rồi đó. Giờ để mình chuẩn bị mình kho nha cả nhà. Ha. Còn bên đây á, mình cũng có nấu canh. Đây mình có tàu hũ non nè các bạn. Tàu hũ non rồi bông hẹ để nấu canh canh thịt nạc. Thịt nạc thì mình đã cho vô đây rồi. Bây giờ canh nó sôi rồi, giờ có bọt đây mình hớt cái bọt ngang. Trong cái thịt mà mình ướp trong cái đồ để nấu canh này mình có ướp miếng muối, chút muối với chút tiêu, chút bột ngọt, vì nhà ít người quá mình nấu có không tới 1 lít nước nữa các bạn ơi, nấu canh này không có tới 1 lít nước nữa. Giờ để nó hết hết cái bọt rồi, giờ mình bắt đầu mình sẽ cho tàu hũ vào. Đây thịt nạc thăn lắm nha các bạn. Mình không có bầm mà mình sát hạt giống như hạt lựu nhỏ nhỏ nha, nấu canh con mình thích vậy hơn là bầm nhuyễn. Ha. Rồi giờ để sôi bùng lên chút xíu cho cái thịt đó thịt chín. Rồi mình mới để nắp lên chút đi. Mình sẽ bỏ tàu hũ rồi vô nấu canh ha. Cá thơm quá cả nhà ơi, mùi hành mùi tiêu rồi lên thơm quá. Nãy mình cũng có nói với các bạn là mình có cho vô đây một ít hạt tóp mỡ đó với lại mấy giọt mỡ heo đó, cho nó bấm con cá đó. Nè các bạn thấy không, con cá kho còn y nguyên nè ha. Không có các bạn trong lúc kho mình đừng có trộn tới trộn lui hoài,
mình ướp cứng con cá xong cái mình kho con cá nó rất là ngon luôn, nguyên con này ha. À ha, đó mình hạn chế, hoặc là mình có trở trở con cá mình cũng nhẹ nhẹ tay, con cá này nó săn cứng lắm cả nhà ơi ha, thơm quá chừng luôn. Mình có dục vô đây mấy trái ớt á, kho cho nó lên mùi nồng nồng cay cay ngon lắm cả nhà ha. Giờ để mình kho cho nó săn xuống chút xíu nữa, cái mình rắc thêm miếng tiêu nữa là được rồi ha. Rồi để mình xay qua đây mình coi nồi canh chín chưa, mình bỏ mấy cái mình cho đậu hũ với lại vào ha. Coi nồi canh có sôi bùng lên chưa. Rồi nồi canh cũng sôi rồi đó cả nhà. Hồi nãy là mình đã vớt bọt ra hết rồi ha. Thơm quá cả nhà ơi. Cái nồi canh này mình đã niêm hết rồi nha các bạn. Hồi nãy mình nói trong cái thịt mình có niêm muối, tiêu, bột ngọt sẵn ra đó, nhưng mà mình cho nhạt nhạt thôi, mình đừng có cho mặn quá nha cả nhà nha. Rồi giờ mình cho cái tàu hũ vào. Tàu hũ này rất là tàu hũ non mà rất là nhìn chín luôn. Bùng lên cái nữa là mình cho bông hẹ vô là được rồi nha cả nhà. Rồi canh hẹ với thịt nạc của mình là xong rồi đó các bạn ha. Mình đừng có đun lâu quá, hẹ vừa chín tới thôi, mình đun lâu quá là cái hẹ nó sẽ bị vàng đi á các bạn, nó xuống màu là mất ngon ha. Rồi bây giờ mình tắt bếp đi ha. Rồi tắt bếp, đậy nắp lại để mình giữ hơi nóng, chừng nào ăn cơm cho còn nóng. Còn qua đây là cái cá của mình là gần sắt xuống rồi các bạn ơi. Nhưng mà các bạn cũng đừng có kho quéo quá, quéo quá cái tới chừng mình chưa có ăn cơm mà, tới chừng chút mình ăn á, mình lại hâm lại, mình lại không có nước để hâm ha. Con cá nó cứng, con cá quá trời luôn. Thơm quá cả nhà ơi, nãy mình có cho đầu hành rồi vô đây đó. Ở dưới quê hồi xưa ở chỗ mình có cái câu kho tiêu, kho mỡ, kho hành, kho ba lạng thịt để dành cho em ăn. Mà để dành cho em ăn là ai thì mình không biết. Tại cái câu này mình nói lại cho vui thôi. Rồi giờ mình tắt bếp nha cả nhà. Giờ mình cho vào đây một chút hành nữa cho nó đẹp, nó thơm nữa ha. Hành sắc nhuyễn nhuyễn vậy nó ngon. Rồi giờ mình rắc thêm miếng tiêu vào nữa là xong rồi đó cả nhà ha. Tiêu thơm quá trời luôn. Rồi bữa cơm chiều của mình là gồm có canh tàu hũ non nấu với bông hẹ với thịt nạc và món cá bóng kho tiêu, kho mỡ, kho hành của mình. Hấp dẫn quá cả nhà ơi, cái nước nó kẹo kẹo sệt sệt vậy là ha. Chừng nào mình ăn cái này là sệt rồi, nhưng mà mình ăn mình kho sắc lại chút xíu nó còn, tại giờ mình chưa có ăn cơm bây giờ đó cả nhà. Cái này là nấu cháo trắng ăn cũng được nữa cả nhà, rất là ngon luôn ha, đậm vị nó ngon cơm nữa. Rồi mình chia sẻ cái bữa cơm chiều nay của mình á, đến đây mình kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.